Đó, gà kìa. Ước tính rằng là loài sinh vật có lực cắn mạnh nhất thế giới là một dòng có lưu lại những đặc điểm cơ thể gần tương tự như dòng Mega Piranha. Là một dòng tiệm cận với lại tiệm cận với tiền sử luôn. Nghĩa là nó thấy một con thôi là nó đã bắt đầu vô nó quấy lộn rồi. Thò tay vô nghĩa là mình đã đụng vô cái lãnh thổ của nó. À, xâm phạm vô cái lãnh thổ nó rồi đúng không? Có nghĩa là vô tình rớt xuống cái thôi mà nó bu lại rút lên là còn có bộ xương không à. Có con lên tới 60 cm lận. Nghĩa là rất là to, chỉ bằng một nửa so với lại cái dòng tiền sử thôi. Dòng tiền sử là tới 1 mét. Wow. Hiện nay loài này cái cơ chế sinh sản trong môi trường tự nhiên như thế nào thì các nhà khoa học vẫn chưa có tìm hiểu được kỹ. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái dòng cá phải nói là rất là đặc biệt. Cũng xuất hiện trên phim ảnh rồi. Với những cái hình ảnh vô cùng là gọi là rất là chiến luôn, rất là máu chiến luôn ha. Và gây cho chúng ta những cái cảm giác rất là gọi như là lo sợ, tưởng tượng một mai nếu mà mình không may mình rớt xuống đó thì mình sẽ còn có bộ xương không à. Đó là dòng cá gì thì mời các bạn theo mình nha. Và đây là bạn Quốc. Chúng ta đang có mặt ở nhà Quốc. Quốc là một người có cái sự yêu thích đối với là những cái dòng cá săn mồi và có sự tìm hiểu tương đối là kỹ lưỡng để hiểu được cái đặc tính của giống loài cũng như là cái cách sinh tồn của cái loài này nó như thế nào. Thì mời các bạn ha. Okay. Shipper tới hả? Ok, bây giờ thực ra mình cũng muốn vô liền video nhưng mà thực ra shipper tới rồi mọi người. Và cái hàng này là hàng gì thì lát nữa mình sẽ tiết lộ cho mọi người ha. Sao nhiều bí mật quá, cuộc chơi này sao nhiều bí mật quá. Mình sẽ nhận trước và sau đó bây giờ mình sẽ quay trở lại với mọi người ha. Ok, ok em, ok em. Ok các bạn, đợi chút xíu đi. Bạn Quốc vô sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Nam cũng đã bật mí cho mọi người sơ sơ. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng cá mà thực sự mà nói á, thì mình cũng có thể chọn được những dòng cá săn mồi khác. Nhưng tại sao mình lại hứng thú với dòng cá săn mồi này? Thì ok, mọi người cùng... xin mời, xin mời, xin mời. Rồi ok, chắc anh em mình ngồi ha. Ok, ngồi đi. Nó đó, gà kìa. Giật mình đó, hơi giật mình đó đúng không? Cái này chắc chịu mình chịu khó quay cận như thế này đi. Rồi một lát nữa mình quay xa xa xíu tại vì cái con này nó hơi nhát người á. Ok em. Dạ. Theo em biết thì cái dòng Piranha bây giờ là nó có bao nhiêu dòng ta? Nếu như mà nói về phân dòng lớn của nó thì hiện tại Piranha có hai phân dòng lớn chính. Một dòng thì như anh em đã biết sơ sơ về Piranha thì đó là dòng Piranha nuôi bầy đàn. Là sẽ có bốn loài. Trong đó là họ đó được gọi với cái tên là Bigocentrus. Và một cái phân dòng lớn thứ hai là cái phân dòng này nó sẽ có số lượng loài nhiều nhất trong hai, và đó là họ Serrasalmus. Thì hiện tại trước mặt các bạn đây là một con thuộc họ Serrasalmus ha. Thì Serrasalmus là một dòng Piranha chơi solo. Nghĩa là nó như một dòng cá lóc vậy đó, nó giống như là dạng giống cá lóc á. Là các bạn chỉ có thể nuôi một hồ một con thôi. Và ở ngoài tự nhiên á, nó sẽ chỉ sở hữu một khu vực lãnh thổ riêng của nó. Nó sống độc lai độc vãng à, một mình đó. Dạ đúng rồi, nó như hổ vậy đó. Và hiện nay loài này cái cơ chế sinh sản trong môi trường tự nhiên như thế nào thì các nhà khoa học vẫn chưa có tìm hiểu được kỹ. Nghĩa là cái cách nào nó phối như thế nào và cách nó đi tìm bạn tình như thế nào thì cũng vẫn chưa được khám phá luôn. Và bật mí thêm cho mọi người luôn là loài này hiện tại những con có mặt trên thị trường cá Piranha hiện nay, ngay cả ở nước ngoài và cũng như thị trường Việt Nam đều là săn bắt tự nhiên hoang dã hết. Tại mình chưa có biết cơ chế sinh sản trong tự nhiên và không trong nhân tạo mà. Dạ, và không sinh sản được trong môi trường hồ nuôi nhốt luôn nhanh. Ngay cả những nghĩa là anh cho một cái kích thước hồ bao nhiêu, setup càng tự nhiên bao nhiêu vẫn không sinh sản được. Nghĩa là người ta đã thử rồi và rất nghĩa là mình rất khó để canh khi nào mà con cá cái lên trứng và như cái mùa nào nó là mùa nó đẻ. Mà lại nó lại sống một mình đó nữa. Được dạ. Cái sống có theo cặp không hay là sống một mình luôn? Sống một mình luôn anh. Ồ. Nghĩa là bây giờ mà em bỏ thêm một con nữa là tụi nó sẽ đánh nhau tới chết luôn. Ồ. Dạ. Thì là đại bàng á, này có tố chất đại bàng á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn như em nói lúc nãy thì thực ra Piranha thì cho dù solo hay gì nó chỉ giữ với lại loài nó với lại những cái con cá khác thôi. Còn đối với những cái loài lớn hơn như con người chẳng hạn, khi mà anh tương tác với nó như anh thấy nãy giờ hai anh cầm máy quay thì nó cố gắng nó né mình ra. Nó không có dám lại gần mình. Nghĩa là bình thường ở nhà thì nó vẫn tương tác với em bình thường, nó vẫn rượt. Nghĩa là em cứ đi qua đi lại nó sẽ đi theo. Và nó sẽ, nghĩa là em đưa tay như thế này
là nó sẽ đó, nó sẽ bơi lại, nó sẽ nhìn. Nó tại vì ở đây nhiều người nó chỉ nhìn thôi, nó không có bơi lại. Được, nó sẽ bơi lại. Nói chung là khá nhút nhát á. Dạ. Nhút nhát vậy mà mấy nhà làm phim làm cho mọi người có cái nhìn nó hơi sợ luôn á. À thực ra thì về cái vấn đề đó thì nó là liên quan đến cái tập tính săn mồi. Khi mà các nhà khoa học đột nhiên thấy về một cái dòng cá như thế á, thì họ mới nảy ra một cái ý tưởng là tại sao mình không làm phim về cái dòng đó. Không, nhưng mà cũng hay làm cho mọi người nhớ cho nó nhiều. Nhớ đúng rồi. Ok, bao nhiêu ngàn like anh em? Tay vô đi anh. Mọi người kêu đút tay vô hả? Thực ra thì đút vẫn được nha mọi người, nhưng mà thực ra mình sẽ không muốn để nó stress và mình đúng sẽ rồi. Phải thuần nó lại. Anh em sao hay sẽ xúi tôi làm mấy chuyện gì đâu. Biết tính tôi hay phá mà anh em cứ xúi tôi làm mấy chuyện gì đâu không? Thực ra thì cũng xin phép tiết lộ thêm cho mọi người luôn. Cái phim Piranha mà mình nói á, là cái phim, một số những cái phim Piranha sau này nó cải biên thành cái dòng Piranha như mà mọi người thấy á. Còn cái phim Piranha mà mình đang nói tới thì cách đây khá là lâu, đó là cái con Piranha nó sẽ lớn hơn. Và cái con Piranha đó được gọi là con Mega Piranha. Nó là dòng Piranha tiền sử. Thì cái việc mà tạo hình thiết kế của nó sẽ gần na ná như cái dòng Piranha thời cổ đại vậy đó. Thì cho nên cái kết cấu răng của nó sẽ khác nhau. Và cái dòng Piranha đó được gọi, được các nhà khoa học ước tính rằng là loài sinh vật có lực cắn mạnh nhất thế giới. Wow. Dạ. Ghê vậy, lực cắn mạnh nhất trong tổng thể sinh vật luôn á hả? Tất cả sinh vật trên trái đất rồi. Trời ghê vậy. Nghĩa là ngay cả cá mập trắng hiện nay vẫn không bằng nó. Ồ. Và trước mặt mọi người đây thì mình cũng xin tiết lộ luôn. Thì đây cũng là một thông tin mà mình cũng vừa được tìm hiểu gần đây thôi, chứ trước khi mà mình lấy bé này về mình cũng chưa biết. Thì trước mặt các bạn là một dòng Piranha. Cái tên khoa học của nó là Serrasalmus rhombeus. Là một dòng có lưu lại những đặc điểm cơ thể gần tương tự như dòng Mega Piranha. Là một dòng tiệm cận với lại tiệm cận với tiền sử luôn. Dạ. Coi như là cái bộ gen nó gần như là nguyên thủy luôn. Dạ đúng rồi, gần như là nguyên thủy. Và cái dòng Piranha rhombeus này á thì nó là một dòng có cái phân loài nhỏ nhiều nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, ngay cả trên thế giới luôn. Thì nói ở vấn đề này thì như ở video, những cái video mà khi mà anh Nam review về cái dòng củ sừng trước đây á, thì em cũng có nói là nó có nhiều phân dòng khác nhau dựa trên cái khu vực phân bố. Thì cái dòng Piranha này nó cũng tương tự như vậy. Thì cái con này của em á thì nó được đánh bắt ở Peru, cho nên nó được gọi là Serrasalmus rhombeus species, nghĩa là chữ SP á, gọi Peru. Thì cái đó là cái cách mà người nước ngoài họ hay gọi như vậy, cái ngọt khoa học. Và nó có phân bố ở khá là nhiều bang ở khu vực Nam Mỹ, ví dụ như là Brazil, hay là dòng sông Tocantin, Guama, Araguaia, hay là São Francisco, vân vân mây mây. Nó rất là nhiều cái. Quá là nhiều kiến thức luôn. Và, quá nhiều thông tin hấp dẫn. Và không những là ở mỗi địa danh đó sẽ chỉ có một con, mà ở những địa danh nó sẽ có từ trên một con. Nghĩa là trên một phân dòng khác nhau. Nó sẽ chia ra rất là nhiều. Rồi có khi nào nó phối dòng này với dòng kia không ta? Cái chuyện đó là không có anh. Không có. Nó vẫn mang cái bộ gen nguyên thủy của nó, nghĩa là nó vẫn sẽ biết được là khu vực của nó chỉ phối với những con của nó thôi. Nghĩa là nó giống như là nó có mùi đặc biệt đó. Hiện tại trên thị trường thì em vẫn chưa thấy được một dòng Piranha nào mà bị lai chéo. Đa số là đều gọi là nguyên thủy, gần như giữ toàn bộ trọn vẹn cái gen thuần của nó. Ok anh em ơi, thấy hấp dẫn anh em ơi. Đây là cá Piranha, có bạn hỏi là gì đó, như bé này khoảng bao nhiêu em? Bé này hả? À, nếu như nói về giá của dòng này thì thực sự cũng là một điều đáng nói. Cái bé ở trước mặt các bạn đây á, là một bé nó sẽ giá trị hơn so với một cái dòng cũng là rhombeus luôn, nhưng mà nó sẽ có những cái vảy ánh kim, người ta gọi đó là diamond. Đó, thì thực ra diamond nó không phải là một dạng đột biến như là ví dụ như anh em chơi bò sát thì anh em sẽ biết là đột biến những cái gen này đột biến, gen kia đột biến. Cái diamond thực ra cũng là một cái rất bình thường trên cái dòng cá này. Tuy nhiên thì có một số con khi đẻ ra nó lại có diamond, có con lại không có diamond. Dạ. Coi như là đó là gọi là gì, nó chọi lên vậy nó thôi. Nó chọi lên, dạ. Nhưng mà thực ra thì hiện tại ở trên thị trường á, anh em vẫn săn tìm cái dòng mà không diamond thôi. Tại vì thực ra cái này em được nghe chia sẻ lại thì cái dòng có diamond, cái kích thước mắt size của nó lại không bằng một con không diamond. Nghĩa là kích thước mắt size của dòng Piranha rhombeus này á, nó kích thước mắt size có thể lên tới 55-60cm. Và con có diamond nó sẽ nhỏ hơn, anh nhìn nó sẽ nhỏ hơn so với con kia. Có bạn hỏi này là cá dòng nhiệt đới đúng không? Này nhiệt đới em ơi. Dạ đúng rồi, nhiệt đới. Này giá dòng nhiệt đới.
Ok anh em ơi, cho thêm like nha, cho thêm like đi. Rồi anh em có câu hỏi nào cần thắc mắc tìm hiểu thì anh em cứ comment bên dưới ha, mình sẽ nhờ Quốc trả lời cho anh em nha. Cho thêm like nha, bấm like đi anh em ơi, đừng quên chuyện nó dễ. Okay. Mà anh em đừng quên thì lúc nãy em cũng có nói về cái tuổi thọ của tụi nó là tính là cái kích thước max size chứ là 55 cm. Thì đó con là này, kích thước bạn này 55 cm. Dạ, max size ở ngoài tự nhiên được ghi nhận rồi nha. Có nhưng mà có con lên tới 60 cm lận. Nghĩa là rất là to. Cho nên nghĩa là cái kích thước của nó hiện tại nghĩa là chỉ bằng một nửa so với lại cái dòng tiền sử thôi. Dòng tiền sử là tới 1 mét. Wow. Dữ vậy ta. Tiền sử là được tìm hiểu dựa trên các hóa thạch Đó thì người ta ước tính là một con Bidenha, một con Mega Bidenha là tầm 1 mét. Và con Romeus này hiện tại là gần 55 tới 60 cm. Con của em thì hiện tại chỉ là 13 đến 14 cm thôi, kích thước cũng khá là nhỏ, khá là baby. Như cái bé của em bữa em đón về là chi phí khoảng bao nhiêu? Thì thực ra cái hàng này của em á là hàng cũng từ, nghĩa là xuất phát điểm là của bên anh Long Vũ. Hàng của em, nói chung là cá của em đa phần là bên Long Vũ hết, tại vì thực ra em với anh chơi cũng khá là thân. Đó thì bé này nếu như mà bên anh Long bán là 3.4 triệu. 3.4 triệu nhưng mà em mua của một người đã mua của ảnh rồi. Mua lại thì giá là thanh lý là 2.5 triệu. Nhưng mà đó là giá thanh lý nha. Còn nếu như mà anh em mà nuôi mua đúng, nghĩa là chuẩn chính xác được là con này là một con full black, không diamond á, full black có nghĩa là thuật ngữ của không diamond á, thì giá sẽ rất là cao. Nghĩa là con full black nó sẽ giá trị hơn. Giá trị hơn diamond luôn. Dạ đúng rồi. Nghĩa là mặc dù trên thị trường hiện nay con diamond nó sẽ xuất hiện rất nhiều nha, xuất hiện rất rất là nhiều luôn. Nghĩa là kiếm một con full black nó còn khó hơn kiếm một con diamond. Coi như là thời thế thay đổi rồi. Lúc đầu là diamond có giá hơn nhưng mà giờ diamond nhiều quá, giờ diamond rớt xuống. Dạ đúng rồi. Full black. Nghĩa là lúc trước là các bạn chơi các bạn cứ nghĩ là diamond là một cái gì đó, nghĩa là bản thân em lúc đầu cũng vậy nữa. Cứ nghĩ rằng là diamond là một cái gì đó cao siêu, một cái gì đó đột biến. Mà thực ra nó không phải là đột biến. Mình chơi bet nhiều khi có những cái tên đó mình đọc vô mình thấy nó, mình tưởng nó là luxury, ai ngờ nó là thường lắm. Nó quá bình thường. Hello anh em nha, hello gì nè, Minh Kha nha, cá này chưa sinh sản trong môi trường tự nhiên được nha anh, quên môi trường nhân tạo được nha anh em. Đúng rồi. Này là đánh bắt tự nhiên. Gọi là gì, đánh bắt tự nhiên. Wild caught. Cái wild cat đó. Gì có Maculatus gì không? Maculatus thì thực ra cái dòng đó thì hiện tại nó cũng là một dòng cơ bản dành cho newbie luôn. Maculatus hiện tại là một dòng BNH. Nếu như mà anh em muốn chơi dòng BNH solo á thì Maculatus cũng là một dòng đáng để trải nghiệm. Thì Maculatus thì theo em tìm hiểu thì nó là của Argentina. Dòng của Argentina. Hồ phía sau lưng là hồ gì? Phía sau lưng này là cái tường hết hồ rồi em. Không, phía sau lưng của anh Đức. Sau lưng hả? Anh em gấp quá, anh em coi clip này mà anh em đòi clip kia. Anh em cứ bình tĩnh, hôm nay tôi ở đây tôi quậy tới khuya mà. Cái hồ nói chung là nuôi bây giờ mình vô từ những cái cơ bản đi cho anh em nào mà muốn trải nghiệm đi. Gọi là tiêu chuẩn setup hồ cần phụ kiện gì này nọ lưu ý sao? Cái hồ thì lúc đầu á em không tính dùng cái hồ này để nuôi một con Bidenha. Nhưng mà anh Long ảnh có chia sẻ với em là nếu như mà em muốn chơi Bidenha size nhỏ thì nên chơi cái hồ cỡ 80 thôi. Tại vì nếu như chơi hồ to quá thì nó sẽ dễ stress. Và hồ 80 thì hồ này của em là 80-40-40. Thì nếu như mà anh em có coi clip của anh Nam review nhà mình trước á thì hồ này lúc trước là chơi củ sừng. Nhưng mà củ sừng thì đó của không phải của mình, nó của ông anh gửi. Cho nên là hiện tại mình đã trả lại, give back. Đó thì cái hồ này thì mình vẫn sử dụng cái lọc là matrix thôi. Vẫn sử dụng lọc là matrix giống như cái lọc của con cá nóc. Cũng rất là đơn giản rồi đúng không? Tại vì thực ra matrix hiện tại nó giá nó đã quá đau rồi anh. Một lít nó chỉ cỡ 160 thôi. Thì cái hồ này của em là cỡ 2-3 lít là đã đủ xài rồi. Mà thì nó, coi như là có lọc, thì có sủi oxy. Sủi oxy và cái cục màu đen đen bên kia là cái cục sủi bio. Sủi bio. Tại vì thực ra mà nói nếu như mà anh chỉ giữ một vi sinh, cái lượng vi sinh bên trong cái hộp lọc không thì nó lại không đủ. Em muốn tạo một cái môi trường nghĩa là vi sinh nó hoạt động ở cả hai cái bộ phận luôn, là trong hồ và cả trên lọc. Thì trên lọc nó sẽ xử lý cái phần gọi là nước hút vào, nghĩa là những cái nước mà cái này phần này nó sẽ xử lý không đủ. Thì lọc nó sẽ xử lý hỗ trợ hai bên, hỗ trợ lẫn nhau. Thì nếu như anh em có thể sử dụng cái vật liệu lọc khác của em cũng được, không cần sử dụng matrix, em sử dụng sứ, sử dụng những cái vật liệu lọc anh em thích và anh em cứ bổ sung thêm một cái sủi bio là ok. Có bạn nói là gì,
cá sặc rằn hả? Sặc rằn. Cái này nhiều anh em mà khi mà cái dòng này nó lớn á thì anh em sẽ nhìn nó khá giống một con cá chim luôn á. À cá chim á. Dạ đúng rồi. Nó dẹp luôn. Nó dẹp, dẹp bự ra. Dạ, nó dẹp. Càng lớn nó sẽ cái bề ngang của nó sẽ càng dày hơn. Nói nó khoe răng thử coi anh Nam. Ờ bái nó ăn cái gì? À, cái dòng piranha này thực ra thức ăn của nó em cho ăn hiện tại là cá chạch đông lạnh. À. Cá chạch đông lạnh thì cái đó là thức ăn mà hiện tại toàn bộ anh em chơi cá piranha hiện nay đều sử dụng luôn. Ừ. Đó cái hàm răng nó kìa. Thấy chưa anh em? Cái này phải zoom kỹ lắm mới thấy nha. À, thấy ha. Chúng chưa mở miệng ra. Mình có cho bé nó ăn được không? Em cho ăn chưa? Này ăn một ngày một lần luôn. Cái này một ngày một lần nhưng mà em thì em thường cho ăn một buổi tối khuya. Buổi tối khuya làm tắt hết đèn em sẽ cho ăn thì lúc đó nó mới ăn. À cái buổi sáng thì nó không ăn. Nó hơi nhét người, nó hơi nhét. Chưa. Coi như cũng mới về nhà mới thôi đúng không? Chưa không, thích nghi hoàn toàn. Lâu lắm rồi đó, cũng lâu nhưng mà tại vì thực ra cái đèn của em nó lại quá sáng. À. Em muốn ngắm thì em mua cái đèn nó lại cái công suất nó quá cao dẫn đến việc là nó quá sáng như anh thấy đây là anh quay là nó anh thấy cái màu của nó luôn. Đó cho nên là nó sẽ sợ. Thường anh em mà chơi á anh em sẽ sử dụng những cái đèn dạng mờ 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 dạng hồ bao tốt kiểu dạng. Có bạn bạn Tâm mà bạn Tâm hỏi dòng này nuôi nền gì thì đang là thấy là nền cát á ha. Nền cát anh em có thể nuôi bất kỳ một cái loại nền trơn trơn nha, anh em không được sử dụng nền thủy sinh dạng phân nền nha. Nghĩa là nó sẽ thay đổi pH á thì cái con cá này nó thực ra bật mí thêm cho mọi người là piranha là một dòng cá cực kỳ trâu bò. Cái này theo những người đã đi trước em từng chia sẻ thì họ nói là piranha là một dòng gần như là không có bệnh. Không có bệnh luôn, nghĩa là nếu như mà lát nữa anh Nam có hỏi em về bệnh thì em thực sự em không biết nói về bệnh gì. Tại vì gần như là nấm là không có. Nấm không có, ký sinh là gần như né piranha luôn, em không biết tại sao. Cái này là nhiều người chia sẻ mà họ cũng biết luôn. Nghĩa là anh có cho ăn mồi dơ, mồi như thế nào đi chăng nữa có, nghĩa là những cái con mồi đó có ký sinh nhưng mà dính vô con piranha nó lại không ký sinh lên piranha, em không hiểu tại sao. Anh nghĩ giống như là nó giống như lúc đầu mình có chia sẻ đó là nó sẽ ăn những cái động vật chết, có thể đúng gọi rồi. Là xác thối, xác thối mà trong nước giống như tụi commando vậy á, là rồi. Nó miễn nhiễm với ký sinh luôn. Dạ đúng rồi. À, mà nó giống như là một cái ổ ký sinh trong người nó luôn vậy đó. Dạ đúng rồi. À, thì anh nghĩ là vậy. À, bệnh rụng răng và bỏ ăn. À, có bệnh rụng răng và bỏ ăn. Có bạn bạn Mạnh Cường nè, chắc bạn này cũng chơi, Nguyễn Mạnh Cường chắc cũng có okay, chơi này. Nếu như bạn hỏi được câu này là bạn chắc chắn là người đã có trải nghiệm. Ok. Piranha nó cũng có một khoảng thời gian rụng răng, nhưng mà răng của tụi sa nhỏ này thì ra có rất là khó thấy anh. Nghĩa là anh sẽ không biết, nghĩa là có con nó sẽ rụng răng bỏ ăn, có con rụng răng không bỏ ăn. Nó sẽ rất là nghĩa là giống như nãy em có nói là mỗi con cá nó sẽ có mỗi tính cách khác nhau. Thì cho nên là cái này nghĩa là các bạn cứ bỏ ăn cho nó cỡ 2 tuần thôi. Các bạn cho ăn lại nó sẽ ăn. Nghĩa là răng của nó mọc sẽ cũng khá là nhanh đó, chứ cũng không phải chậm. Còn nếu như mà mọi người muốn thấy cái răng á thì mọi người phải nuôi những cái con size to. Ví dụ như cái con bên kia kìa. Cái bên kia kìa. Lát nữa mọi người sẽ được nghĩa là cái con đó thì nó em thấy được cái răng của nó luôn. Nó rơi ra luôn. Thì cái đó thì những cái con to mình sẽ nó, thấy. Nó rụng răng theo kỳ hả? Theo định kỳ hả? Nó thích nó rụng mà. Thích là rụng hả? Nó muốn thay một nó muốn thay răng là đổi thôi gì. Có bạn nói là cái gì đó, con này dùng trong y học. Có tác dụng gì trong y học, con này dùng trong y học được nè. Không, piranha thì thực ra mình Văn chưa, Tú Phạm mình chưa biết nó sử dụng gì trong y học bạn ơi, cho nên là cái này mình không rõ lắm. Ok, anh em vẫn đang tìm hiểu ha. Con này, bé này anh thấy đang size chắc cỡ 12, 13 đó anh em. 14. Tại em lấy về là đã là 13 rồi anh. Ủa anh Nam chơi tản nhiệt luôn hả? Tản nhiệt là cái gì ta? Anh em thấy cái bóng của con sò. Đúng rồi, anh em mình livestream bằng cái iPhone á, iPhone thì nó hay bị nóng máy rồi nó bị shutdown. Mấy lần anh em thấy mình đang livestream tự nhiên tắt cái bụp luôn á là do cái máy nó bị shutdown. Mình mới đầu tư con sò cho nó mát cái máy lại nha anh em. Cũng vậy. Ok. Các anh em cứ hỏi. Ok, bù nha. Ok, bạn Nguyễn Mạnh Cường đó là đang chơi con Black Peru 30. 30cm. Đúng rồi, 30 là to rồi đó. Vậy là bạn Cường này là có chơi mà một con cũng khá là to. Ok Cường ơi, có gì anh em mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nha. Thank you em đã tham gia góp ý nha. Cá này có như trong phim chứ. Cá trong phim thì nó hơi hư cấu lên chút xíu. Nó lấy hình ảnh của con Mega chứ không phải là lấy hình ảnh của những cái con hiện tại mình đang có. Mega là cái dòng gọi là nguyên thủy á, tiền sử á. Thì cũng bật mí cho thêm cho các bạn luôn một cái điều cũng khá là thú vị ở dòng cá này
Thì những cái dòng cá mà các bạn hay nuôi làm kiểng ở ngoài tiệm cá thì tuổi thọ của tụi nó sẽ dưới 10 năm. Có con thì chỉ cỡ từ 3 đến 4 năm thôi. Nhưng mà cái dòng piranha này, cái tuổi thọ của tụi nó là rơi vào khoảng từ 28 tới 30 năm. Rất là lâu. Và cái việc mà tụi nó lên từ size baby đến cỡ size 25 đến 30 là rất là lâu. Em trải nghiệm cái con này là chắc được 4 tháng. 4 tháng được 1 xăng. Ok, hello em nha, LV Hoàng. Có bạn Minh ở đây, cũng nhiều bạn chơi chơi piranha nè, có bạn Minh là đang chơi Maculatus nè, Peru nè, với lại Red Belly. Thì Red Belly là một dòng thì cái đó lát nữa mình sẽ chia sẻ sau. Thì hiện tại mình đang ở dòng Serra Somers ha, thì mình cứ nghiên cứu về dòng Serra Somers trước. Có bạn nói là có khi nào anh để hai con đánh nhau không anh? Thật ra mình nghĩ nếu mà bỏ vô thì nó sẽ đánh nhau, nhưng mà đánh nhau thì nó sẽ gây tổn thương tới con cá, thì mình tội tình gì mình lại làm vậy? Dạ đúng rồi. Thật ra thì nếu như mà cho hai con kè nhau thì vẫn được nha, nhưng mà nếu như mà thả hai con vô chung hẳn một hồ luôn á thì cái việc đó mình sẽ không can được đâu. Đúng tại rồi. Vì tốc độ hai con đó mà cắn nhau tới chết luôn á là sẽ rất là cao, nghĩa là anh sẽ không ngăn kịp. Làm ao 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 liền đúng rồi, nghĩa là nó thấy một con thôi là nó đã bắt đầu vô nó quấy lộn rồi. Và nó cắn, nghĩa là một con chắc chắn sẽ gần như là banh người luôn, còn một con là chết ngắt. Đạt hỏi là gì, né ra cái từ đó, ngủm. Okay. Cộng đồng nó đánh giá mình em ơi. Ok, sorry mọi người. Anh quay, anh Đạt hỏi là anh quay bằng cái iPhone của anh mà, chứ anh đâu có quay máy gì đâu. Cái gì, có con nào nuôi hoài không ngủm giống cái này anh Dũng đang tìm nha, anh đang tìm cái con có, đó mọi nha người, cái, này mọi người, cái này mọi người có thể tạc tượng á, xong mọi người cứ để ngay góc phòng của mình là auto. Anh em cứ xối tôi review đưa cái tay vô, giờ nếu mà giả sử thôi nhưng mà anh em phải cho tôi 20.000 đi, tôi đưa cái tay vô cái hồ, 20.000 like tôi học cái tay vô cái hồ nha anh em. Hôm nay để em cho, em chơi cũng được. Anh em để có màu khác em ơi, Khang Đoàn ơi, nhưng mà để xong cái này chúng ta sẽ đi từng hồ ha, để tìm hiểu kỹ lưỡng từng con luôn. Anh em cho tôi 20.000 view đi, 20.000 like tôi thọc tay vô hồ cho anh em coi nha. Giờ được 13.000 rồi. Cái bạn cá này thì nó, cái tính cách của nó còn khá là nhát, giống như nãy Quốc có chia sẻ đó, thì sẽ cho ăn vào cái lúc buổi đêm và tắt hết đèn thì nó mới tự tin nó ăn. Còn bây giờ mình thả vô thì nó cũng sẽ không ăn đâu nha các bạn. Nó không có được giống như các bạn cá nóc hồi nãy. Cá nóc hồi nãy nó quá lanh đi, thì thật ra đó là điều may mắn, chúng ta có thể nhìn cái khoảnh khắc đó. Chứ còn con cá thì nó không phải giống như con chó. Con chó thả xuống nó nhào tới nó ăn liền, còn con cá nó nhét. Bây giờ mình thả cho nó cũng không ăn đâu nha. Tài Hoàng ơi. Ok. Anh em nào còn câu hỏi thì cứ gì? Mất thịt chỉ là trên phim, đúng rồi. Đúng rồi, mất thịt. Mất thịt là trên phim thôi, ngoài đời chắc chảy máu chút xíu em ơi. Dạ đúng rồi. Không, anh đang quay á hả? Anh đang livestream bằng iPhone 12 à em ơi, chưa có lúa đổi iPhone 14 nha, anh em cho like ủng hộ. Đổi điện thoại luôn. Qua giờ chơi bật chế độ năn nỉ. Ok, được 15.000-6.000 rồi đó. Anh em cho thêm like đi, mình sẽ hạ xuống đi em, mình sẽ hạ xuống đi, từ từ tính sau. Mình sẽ thọc tay vô thử để coi cái phản ứng của, tại vì rất là nhiều người nha bị ấn tượng, và kể cả bản thân mình ấn tượng vì cái bộ phim đó, có nghĩa là vô tình rớt xuống một cái thôi mà nó bu lại nó làm cái ghê, rút lên là còn cái bộ xương không à, ai cũng bị ấn tượng bởi cái cảnh đó. Thì đôi khi các bạn, thực tế mà nói, đôi khi phim ảnh làm cho chúng ta rất là nhiều cái ngộ nhận. Rất là nhiều cái ngộ nhận, đặc biệt là bạn nhỏ. Thì ai trong chúng ta cũng bị ngộ nhận, về nhất là trẻ con sẽ càng ngộ nhận nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi chúng ta lớn, chúng ta có tìm hiểu thì chúng ta phân biệt được. Và chúng ta cũng đồng ý luôn, phim ảnh là phải có hư cấu nó mới tạo nên cái sự ấn tượng, chứ không phải là chúng ta nói phim ảnh nó xạo. Tất nhiên nó phải xạo rồi đó, không xạo sao mà hấp dẫn được ha. Cái này chắc lát anh Nam thò tay vô cỡ 10 giây. 10 giây là được rồi. Tại vì 10 giây thì để nó đỡ bị stress. Mình thò tay vô, nghĩa là mình đã đụng vô cái lãnh thổ của nó. Xâm chạm vô cái lãnh thổ đó rồi đúng không? Ok. Rồi anh, trong lúc chờ anh em ủng hộ mình test thử cho anh em coi cái phản ứng như thế nào khi mình thò tay vô hồ á, thì anh em có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới ha. Còn anh em mình thì tiếp tục chia sẻ. Bé nó còn cái tính cách gì hay nữa không em?
đặc tính gì nữa không? Thì thực ra cái này á là em thấy luôn nha, nghĩa là thường anh em mà chơi Piranha thì sẽ nuôi trong một là phòng kính, nghĩa là sẽ có rất là ít người tương tác, thì nó con cá nó sẽ mau dạng hơn là những cái con cá mà nó cứ gặp người liên tục nó sẽ dễ bị nhát hơn. Nghĩa con cá này của em á là tại vì gia đình em á là sẽ về nhà và đi tương tác ở dưới cái phòng này á là thường mỗi thời gian khác nhau, cho nên là thường nó sẽ gặp cao lắm là 2-3 người thôi. Nó không gặp hôm nay giống như nhiều anh em mình quá đi qua liên tục á thì nó sẽ bị nhát. Đúng rồi. Hello giả tiễn ha, giả tiễn hay giả tiên gì đó, hello em. Thì hồi nãy Quốc có chia sẻ các bạn này á, nếu mà cái giá gốc của nó thì nó tầm khoảng 3.2 triệu. Dạ. 3.4 triệu. Còn riêng cái bạn này tại vì Quốc chia lại của một người anh em, người ta bận công việc, người ta không có thời gian chơi nữa, thì mình chia được cái giá là 2.5 triệu hả? 2.5 triệu. 2.5 triệu. Dạ. Đó, nhưng mà nói chung giá anh em ra ngoài mua thì nó sẽ rơi tầm vào 3.2 triệu tới 3.4 triệu nha giả tiên ơi. Cái dòng này thì thực ra cái con của em á là một con full black. Cho nên là cái giá trị của nó sẽ cao hơn so với những cái con mà anh em thấy trên thị trường. Nghĩa là cái dòng diamond á, anh em nhìn thì sẽ thấy là diamond nó sẽ loang lổ trên khắp cơ thể luôn. Còn con không diamond nó sẽ vẫn có diamond nha anh, chứ không phải là không có, nhưng mà nó chỉ lấm đớm thôi. Anh nhìn sẽ rất là dễ nhận biết. Cái này anh em hỏi phóng sinh con này được khổn không anh? Nếu mà không, cái này một câu hỏi là anh em giỡn, anh em tính giỡn thôi. Nhưng mà giờ mình giả sử ví dụ như mình thả con này xuống hồ Việt Nam nó sống không? Tồn tại nổi không ta? Cái này nếu như mà thả là mình phải coi là thả ở đâu, sông nào nữa. Nếu như mà thả ở sông Sài Gòn thì chắc không sống nổi, tại vì cái nguồn thức ăn nó quá ít. Mà với lại cá, với lại cái nguồn nước của nó quá ô nhiễm. Nó cái dòng cá này mặc dù lúc nãy em có nói là nó trâu bò, nhưng mà cái nguồn nước của nó vẫn phải là đảm bảo là sạch, chứ không phải là tới nỗi mà ô nhiễm những cái chất không cần thiết. Còn ví dụ như mà anh em đem thả những cái khu sông suối lớn ở ngoài những cái khu bảo tồn á thì chắc chắn tỷ lệ sống nó sẽ rất là cao. Có nghĩa là anh em đang hình dung, tại vì anh em đang hình dung là con cá này nó rất là dữ và nó sẽ ăn bất cứ cái gì ngán đường nó. Anh em vẫn đang hình dung trên cái phim ảnh như vậy. Cho nên là anh em hình dung là thả giống như là thả con rùa tai đỏ xuống sông thì nó sẽ ăn bất cứ thứ gì đúng nó rồi. Gặp con nhỏ thì nó ăn luôn, còn con lớn nó cắn cho bị thương chơi vậy đó. Thì cái anh em đang hình dung con cá này nó có một cái tính nết hổ báo như vậy á, thì sự thật có phải là vậy không? Tại vì cái con rùa tai đỏ thì cái thực đơn của tụi nó là đồ ăn tạp. Nó là ăn tạp khá là nhiều, còn cái dòng này thì nó chỉ ăn đúng một cái thực đơn của nó là thịt sống. Nghĩa là nếu như mà thêm nữa thì nó sẽ ăn thêm được tôm, tép và giun. Nhưng mà giun thì mọi người biết là làm gì dưới sông mà lúc nào cũng có giun cho ăn được. Và cá thì cá của Việt Nam mình đâu phải cái dòng nhiều dòng cá nhỏ đâu. Toàn là dòng cá khủng khiếp không à. Nếu như mà anh em có tìm hiểu về trên thị trường cá săn mồi trên thế giới á, thì những cái dòng cá săn mồi của Việt Nam mình là toàn những con kích thước khủng không à. Ví dụ như cá chiên, sông đà hay là những cái dòng cá trê lớn á, ở Việt Nam mình á, là kích thước rất là khủng. Mà này xuống gặm cá trê cho nó lẫm luôn á. Dạ đúng rồi, ngay cả ở trong cái môi trường cái quê nhà của nó thôi nha, là đã có rất nhiều những dòng đã có thể ăn thịt được cái con cỡ này rồi. Ví dụ em lấy một ví dụ điển hình luôn là nếu như mà anh em nghe cái tên này anh em sẽ thấy khá là lạ, đó là con Arabaima. Nhưng mà nếu như mà anh em nghe tên tiếng Việt sẽ khá là quen, đó là con hải tượng long á. À hải tượng. Tại vì cái vỏ của con, cái vảy của con hải tượng long rất là dày. Nghĩa là nó dày tới nỗi là dày hơn gần hơn cả móng tay của mình luôn. Cho nên cái con Piranha nó không cắn được. Nó không cắn được, mà con cái con đó nó sẽ là chuyên săn những cái con Piranha nào. Nó sẽ ăn những cái con Piranha là kích thước nhỏ và đi lẻ đàn. Ví dụ những cái con cỡ này nè, là mà gặp một con cá hải tượng mà nó phát hiện ra cái là bay màu luôn. Mấy anh em lo tôi không thọc tay vô, nhắc sắp được 20.000 rồi. Ok luôn. Nói là làm luôn, không có nói dốc luôn. Có rất là nhiều anh em hỏi là con này nếu mà thả vô với con cá lóc thì con nào sẽ ăn? Con nào sẽ mạnh hơn con nào? Tại vì thật ra con Piranha nó không phải là một cái con mà vô duyên vô cớ tấn công một cái loài mà nó gần như không quen biết. Nó sẽ phải bị dòm vào đường cùng thì nó mới tấn công. Ví dụ như con cá lóc thì anh em thả vô chắc chắn cá lóc nó ăn, tại cá lóc nó là một cái loài nó chủ động đi tấn công hơn. Nó chủ động đi tấn công chứ không phải là nó thụ động. Còn con này thì nó khá là thụ động á. Nói chung là tại vì mọi người đang có cái ấn tượng nó trên phim như vậy đó, mọi người cứ nghĩ nó là một chiến binh, nhưng mà thật sự nó không phải là một chiến binh nha anh em. Nó có khả năng, nó có hàm răng sắc nhọn, nó có vũ khí đồ này nọ, nhưng mà nó không phải là một chiến binh. Con cá lóc mới là một chiến binh. Đúng rồi, cá lóc. Và có anh em hỏi là có thể nuôi chung với cá lau kiến không? Cá lau kiến lau kiến da beo. Lau kiến da beo.
cái này thì em chưa thấy ai chơi như vậy, nhưng mà cũng có một số người có. Cũng có một số người có nuôi chung, nghĩa là để cho con lao kiến nó chỉ làm phụ gì, nghĩa là múc những cái phần gọi là nhớt mà con cá nó thải ra thôi. Còn những cái con đó mà để một thời gian thì vẫn sẽ bị rỉa bình thường nè. Lâu lâu con này nó cũng quay rỉa con beo. Nhưng mà con beo anh ấy á, con beo khác, con beo da mỏng chứ nó không phải giống như mấy con kia. Không, nó vẫn dày anh, nhưng mà nó rỉa một hồi là nó tát da, tát một hồi là nó cũng đi. Ok. Con này gặp trình điện là ngủm ngay, mình gặp trình điện cũng còn ngủm nha Minh nha. Mình gặp trình điện là ngủm luôn nha. Anh Nam sắp thành chín ngón rồi. Thấy anh này có vẻ vui. Thấy được chín ngón, thấy anh này có vẻ vui à. Thả hồ nuôi bầy được. Con này riêng piranha thì nó cũng nuôi theo bầy được, nhưng mà riêng con này là không nuôi theo bầy đúng không? Con này là sống độc lập. Dạ không, tại vì lúc nãy em có chia sẻ là nó sẽ có hai phân dòng lớn chính của piranha. Cái dòng hiện tại anh em đang thấy đây á là Serasaumus thì nó là chuyên nuôi solo. Nó sẽ không thể được ghép với những con piranha hay những dòng cá khác. Còn một dòng nữa, số lượng ít hơn, thường nó chỉ có 4 dòng mà mọi người, nó chỉ có 4 loài thôi. Thì nó là Bigocentrus, thì đó là một dòng nuôi bầy được. Thì một lát nữa anh em sẽ được biết là Bigocentrus nó là dòng gì ha. Đó, mình sẽ tới video tiếp theo. Ok, ok anh em. Rồi bây giờ như đã hứa với anh em là nhắc như đã hứa với anh em á, là tôi sẽ thọc tay vô thử cho anh em coi, và tôi sẽ cho anh em thấy là ok thứ nhất á, là mình sẽ cho tay vô thử. Có mấy cái cần lưu ý anh em, đây là một cái hành động nguy hiểm, anh em không nên thử test ở nhà. Nhưng mà cái này là mình nói theo gọi là cái gì thôi, chứ còn khuyến cáo thôi đó. Và mình thật sự mình khi mình đưa vô quá lâu thì con cá nó bị stress đó anh em. Đúng rồi, chứ nó không phải rồi. Và mình cũng muốn chứng minh cho anh em thấy một điều mà nãy giờ Quốc đã chia sẻ với mọi người, nó là một cái dòng cá nhét nha, nó không có chủ động tấn công chúng ta, nó không có như trên phim ảnh mà chúng ta lỡ xa chân một cái là chỉ còn cái cụ lẫn, không phải như vậy. Tuy nhiên là mình cũng không có thọc vô để cho nó bị stress lâu đó, thì mình muốn chứng minh cho anh em thấy thôi. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một hành động nguy hiểm dựa trên cái tiêu chuẩn cộng đồng, và không khuyến khích mọi người làm theo ha. Đúng rồi, tại vì thực ra cái này em cũng chia sẻ luôn, tại vì thực ra không phải con piranha nào cũng nhét người nha mọi người. Nghĩa là lúc nãy anh Nam có chia sẻ là cái con của mình thực ra cái bản tính của nó đã là nhét người. Và cái việc mà mình tương tác lâu trực tiếp á, thì nó sẽ không tốt cho con cá của mình. Nghĩa là con cá ở đây thôi. Còn ví dụ như có một số người họ chơi gọi là họ có thể thuần cho con cá nó giữ lên á. Thì những con đó mọi người tuyệt đối không được thò tay vào. Nghĩa là ngay cả anh em mà tương tác bằng vợt nó vẫn cắn nát cái vợt luôn. Cho nên là những con đó tốt nhất là anh em nên hỏi chủ kỹ những cái con cá piranha là cái con cá đó có giữ hay không. Nếu như mà chủ kêu giữ thì tốt nhất anh em đừng thò tay vô, mà tốt nhất anh em cũng đừng thò luôn. Đừng thò đi. Nước nó cũng nước bình thường, nó không cần nhiệt độ mát quá đúng không? Dạ đúng rồi anh. Không cần. Nó không có cần nhiệt độ quá lạnh, nó giống xài chiller luôn. Anh thấy em để nhiệt độ 32, 36 độ là như nhiệt độ bình thường của mình. Dạ, nhiệt độ bình thường thôi, không cần phải đề cao quá nhiều về nhiệt độ. Không đề cao quá nhiều. Anh em thấy là khi mình đưa tay vô á là nó không có muốn lại gần, nó không có lại gần, nó né nha. Đó, thì mình xóa tan một cái nỗi lo truyền kỳ, một cái ấn tượng của anh em về cái dòng cá này là nó rất là ghê gớm, nhưng mà thật sự nó không có ghê gớm gì đâu. Nó gặp mình việc đầu tiên là nó chạy. Đúng rồi. Giống như con igu rồi cũng vậy, nhiều người nói là nó dữ, nó nguy hiểm này nọ, nhưng mà và con rùa cũng vậy. Việt Nam mình có câu là con rùa cắn không nhả, nó tạo ra một cái ấn tượng trong cái lòng của mọi người á là nó sẽ rất là ghê gớm, nó là cái gì đó nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà anh em phải hiểu con igu hoặc là con rùa, cái việc đầu tiên khi gặp con người là gì anh em biết không? Con igu nó gặp con người việc đầu tiên là chạy. Chúng ta dí nó, đưa nó vô tận đường cùng rồi nó cảm thấy là nó, nếu mà nó không phản ứng lại nó sẽ bị bắt hoặc nó bị ngẫm gì đó, thì nó mới phản ứng bằng cách nó sừng người lên. Rồi anh em tiến thì mức nữa thì nó mới quất đuôi anh em. Rồi tới khi mà anh em chụp được nó thì nó mới quay đầu lại để nó tìm cách nó cắn rồi nó trốn thoát. Chứ không phải là nó gặp mình thì như gặp cục mỡ nó nhào tới nó giết anh em đâu nha. Cho nên là đó là mình coi như là khi mình hiểu biết về cái vấn đề đó thì mình sẽ suy nghĩ lại. Con rùa cũng vậy. Vì đầu tiên nó gặp anh em là cái gì? Gặp con người là nó rút bốn chân rồi đầu nó vô trong kia để nó phòng thủ, chứ không phải nó gặp em mừng quá lại cắn, không có chuyện đó. Không có chuyện đó đâu nha. Thì con cá này cũng y chang như vậy. Ép nó vô đường cùng thì hoặc là tới lúc mà nó quá đói đi rồi thì nó mới có những cái hành động đó thôi, chứ còn những cái kia là trên phim thôi. Dạ đúng rồi.
Thì nói chung là về cách chăm sóc của cái dòng Piranha thì lúc nãy có bạn Cường, thì bạn Cường cũng nuôi được một cái con sai to. Thì thực ra nếu mà nói là Piranha nó là một dòng rất là dễ chăm. Nó chỉ bị một cái là nếu như mà anh em chơi sưu tầm thì nó khó. Thì Piranha như em đã nói thì cái dòng Serra Summit là cái dòng mà chỉ phục vụ cho việc là anh em chơi trưng bày. Và cái thứ hai đó là nếu như anh em muốn có thể sưu tầm. Nhưng mà sưu tầm thì có một số dòng thì nó lại là siêu hiếm. Ngay cả trong họ Rombius luôn, nó có một số dòng đến từ Brazil rất là khó kiếm. Và việc mà có thể có được một con thì như anh biết là giá trị sẽ rất là cao. Cho nên là nó không phải là vấn đề về cách chăm sóc hay là một cái số tiền anh em có thể bỏ ra. Thực sự mà nói những cái con này đối với là các bạn newbie á, các bạn có thể bỏ ra tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi là đã có thể sở hữu được một bạn Piranha size nhỏ rồi. Nhưng mà những cái dòng Serra Summit thì nó sẽ lớn lâu hơn thôi, chứ cũng không phải là một vấn đề. Nhưng mà nếu như mà anh em muốn chơi theo kiểu sưu tầm á, thì đó là một thử thách rất lớn. Ok em, nhưng mà anh vẫn chưa có hiểu nè, anh vẫn chưa có thấy được cái gì. Ví dụ như chơi cá đi, có nhiều cái như người ta chơi con cá rồng là vì người ta thấy thứ nhất là cái yếu tố, bỏ qua cái yếu tố phong thủy đi ha, cái đó là phong thủy thì giờ nó riêng từng cái dòng loại. Dù con cá rồng người ta thích nó bởi vì nó đẹp, cái vây của nó nhìn nó sang, nó nước nó bơi lả lướt đó. Người ta chơi con dù như con nóc hồi nãy đi, lúc mà nó săn mồi nó đang ở dưới nó lên thì nó hay. Rồi chơi những con cá nó bơi theo đàn bởi vì thấy cái độ uyển chuyển của nó. Còn ví dụ chơi con này thì nó đẹp chỗ nào, thật sự nãy giờ anh thấy nó đứng yên tại chỗ luôn, nó stand by luôn. Nó bắt kiên luôn rồi, nó không có gì hấp dẫn cả. Thực ra thì mỗi người nó sẽ có một cái gu chơi bet khác nhau. Đối với những người chơi những cái dòng Piranha thì cái điều mà họ ấn tượng nhất đó là thứ nhất sẽ có đó là cái tiềm thức của con người. Ý em nói như thế này là sao, là trong cái tư tưởng của người khi nghe tới cái cụm từ Piranha là mọi người sẽ nghĩ tới một cái con cá cực kỳ hung tợn. Đó là cái ấn tượng. Cái thứ hai nữa là cái sự hoang dã và tự nhiên, nghĩa là hoàn toàn từ trên xuống dưới, từ toàn bộ những gì của con Piranha là của tự nhiên chứ không phải của con người. Trừ những dòng ví dụ như con Piranha bụng đỏ thì hiện nay trên thị trường là hàng sinh sản là nhiều, thì những cái con đó thì nó sẽ không được nhiều người ưa chuộng như hiện nay nữa. Nhưng đối với những cái dòng Serra Summit thì chưa được con người đụng chạm gì bất kỳ những cái gì về gen, về những cái thế hệ của tụi nó hết, gia phả của tụi nó. Thì những cái gì trên cơ thể của nó hiện tại đang có và đang sở hữu là hoàn toàn từ mẹ thiên nhiên. Và cái cụm từ wild caught nó thực ra chỉ là một cái cụm từ nghe sẽ rất là đơn giản, nhưng mà thực sự nó là một cái gì đó toàn bộ những gì mà người chơi có thể biết được tới. Thì cái chữ đó đối với những cái dòng cá khác á thì nó không có giá trị đâu, nhưng mà đối với những người mà người ta thích những cái dòng cá nó mang một cái nét nguyên thủy, một cái nét hoang dại thì đó là cái nét đẹp của người ta. Ok, hiểu. Ok các bạn, thì cái dòng cá này á thì theo như Quốc vừa chia sẻ đó là tinh hối nhiều quên tiêu. Thứ nhất á là trong cái ấn tượng của mình á, nó là cái con cá nó phải nói là kinh khủng khiếp. Nó kinh khủng khiếp, nó là con cá mà nó đã tạo ấn tượng đối với người xem qua những cái bộ phim là nó khá là dữ tợn, nguy hiểm. Thì đầu tiên là chúng ta muốn tìm hiểu về nó. Cái thứ hai nữa là theo như anh hiểu ý em chia sẻ là cái người chơi người ta muốn chinh phục nó, người ta muốn quan sát để tìm ra những cái gì mà người ta chưa biết gì nó. Nói chung là nó kích thích cái trí tò mò của người ta đó. Người ta muốn nó bí ẩn quá, rất là ít thông tin chia sẻ nó, cho nên người ta muốn quá trình chăm sóc rồi nuôi. Ví dụ như cho ăn, người ta sẽ coi cái phản ứng của nó khi thấy cái mồi nó sẽ như thế nào nè, ăn như thế nào nè, rồi nuôi sẽ bị bệnh gì nè. Đó, người ta muốn chinh phục, muốn hiểu về nó hơn. Thì đây là cái điều thú vị của Piranha, cụ thể là bạn này. Ví dụ như những cái bạn mà nó đi theo đàn á, thì nó cũng còn nhiều cái hơn, nhưng mà riêng bạn này sống độc lập á, thì người ta muốn tìm hiểu về nó vậy. Dạ đúng rồi. Đi bài đàn thì thực ra nếu như mà nói về cái nét uyển chuyển thì em cũng không thấy nó uyển chuyển. Nó chỉ lăng xăng thôi. Thì nó lăng xăng, dạ, nó đi săn theo đàn thì nó phải lăng xăng chứ làm sao uyển chuyển được. Dạ, đúng rồi. Chỉ có khi nào nó no đủ thì nó mới thông dong thôi. Dạ, còn đã đi săn là phải lanh, phải uyển, tốc độ chính xác. Thì ok, có anh em nào còn có hỏi gì về cái dòng Piranha này hay không? Thì anh em comment bên dưới ha, mình sẽ nhờ Quốc coi như là cùng thông tin tới, cũng như là chúng ta sẽ trao đổi thông tin với nhau.
nói chung là mình sẽ hỗ trợ anh em những cái kiến thức mà anh em muốn. Còn ví dụ như mà về trong quá trình chơi anh em gặp một số cái vấn đề gì thì cái này chắc anh em phải hỏi những cái người thâm niên hơn. Chứ còn mà có một số anh em hỏi toàn câu khó không mà thì em chịu. Ok, anh em cho mình xin thêm like nha, like, share rồi cho mọi người biết tới cái bộ môn này. Cái gì? Không quay con cá cái gì? To quá, khui hàng đi bạn. Hai ông này mới nghe được. Cái gì? Hai ông này nói nghe được rồi quay con cá đi. Ok, ok. Con cá nó đứng yên một chỗ rồi quay thấy nó đứng yên lâu quá, mình mới đổi góc quay đó. Đúng rồi. Tại vì Bi thì em thấy ít con nào mà, tại vì cái mấy cái con của em là nó toàn đứng yên mà không có con nào mà chịu bơi, nó bị nhát. Nói chung Piranha thì đó là một cái dòng mà hay nó hay đứng nép lắm. Cho nên là anh em muốn nó nhìn nó bơi thì cái này hơi khó. Có một cái câu này không có dính tới Piranha nhưng có bạn hỏi là con cá lóc bị đứt đuôi có mọc lại không? À cá lóc, cái này thì em cũng có hỏi một số người chơi thì cá lóc mà đứt đuôi thì phải xem nó đứt như thế nào. Thì nếu như mà nó đứt tới nỗi mà lòi cả xương ra thì cái đó thì mình sẽ phải bó tay. Vì nó đứt tới đó luôn rồi. Nhưng mà em thấy đa số những cái dòng cá lóc mà nó đứt đuôi thì nó chỉ một là bị tưa. Bị tưa, hai là nó sẽ bị khuyết vô. Thì nó khuyết không tới nỗi quá sâu đâu. Thì những cái đuôi nó sẽ chắc chắn sẽ mọc lại. Nói chung là các bạn mà chơi những dòng cá săn mồi á, cá lóc Piranha hay là những cái dòng mà đến từ Amazon hay là những cái nói chung là dòng săn mồi chung chung thì cái việc mà hồi phục những cái vết thương như là đứt vây hay là rách trên cơ thể là sẽ khá là nhanh nha mọi người. Nó tầm cỡ một tuần hoặc một tuần hơn là nó sẽ gần như là không có chuyện gì xảy ra. Có bạn hỏi là cái gì nè, cá ba cu sao rẻ vậy anh? À, cá ba cu là một loài, một nghĩa là cái họ của nó sẽ là chung với lại Piranha luôn nha bạn, chứ không phải là riêng. Nhưng mà ba cu nó bị một cái là nó ở Việt Nam mình cũng có, ở Việt Nam mình cũng có, và cái giá thành của nó, tại vì cá ba cu em cũng nghĩa là em vẫn chưa tìm hiểu tại sao ba cu nó lại rẻ, nhưng mà nói chung là nó quá phổ biến trên thị trường hiện nay. Nhiều, nói chung số lượng nó nhiều. Tại vì nó cũng là mang danh một dòng cá phụ kiện chứ không phải là cá chơi kiểng 100%. Nó không phải nhân vật chính. Em ở Thanh Hóa muốn mua tai tượng châu Phi với cá Piranha thì mua ở đâu được? Tai tượng châu Phi thì em không biết nguồn, nhưng mà Piranha thì bạn cứ liên hệ Long Vũ Fish Store. Âu tô 100% là hàng chất lượng ha. Cứ gõ Long Vũ Fish Store là sẽ ra ha em ha. À, sẵn tiện bạn đó hỏi về con cá tai tượng châu Phi thì em cũng chia sẻ với mọi người một điều. Cá tai tượng châu Phi thực ra không phải đến từ châu Phi, nó đến từ Amazon. Nghĩa là em không, nghĩa là em, anh Long cũng có chia sẻ em là anh không biết tại sao mà tụi Việt Nam mình lại gọi nó là tai tượng châu Phi trong khi nó tỉnh từ Amazon. Cho nên là mọi người, nghĩa là nếu như mà mình nói là tai tượng Amazon thì nghe hơi kỳ, tai tượng Nam Mỹ thì nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà tại vì người Việt Nam mình lỡ nói là tai tượng châu Phi thôi, cứ cho nó tai tượng châu Phi đi, tại thấy nó đen quá. Chắc vậy quá. Dạ. Giống như bữa anh đi quay mèo gì Sphin nó đến từ Canada. Dạ. Nhưng mà mọi người cứ kêu mèo Ai Cập. Thì anh tìm hiểu ra anh mới biết, chứ lúc đầu anh cũng tưởng nó đến từ Ai Cập luôn. Dạ. Bữa nào anh quay ốc Vượng Hồn. Ok em, bữa nào anh quay ốc Vượng Hồn. Rồi ok. Thì đây là những cái quá trình trải nghiệm cũng như là những cái kiến thức thông tin mà Quốc đã tìm, đã chơi và tìm được về cái dòng này. Các bạn nào nếu mà có comment nào hỏi gì thêm thì hỏi ha. Không thì chắc là mình ngưng cái hồ này, chuyển qua một cái dòng cá mới nữa ha anh em ha. Rồi ok. Giới thiệu về cá săn mồi độc lập. Cá săn mồi độc lập hả? Thì là những cái con săn mồi mà độc lập á hả? Những con săn mồi mà độc lập. Giống cá lóc vậy hả? Cá săn mồi thì đa số là đều là những dòng săn độc lập hết anh, chứ không phải là dòng săn mà phải có bầy đàn. Hello em nha, Cúp đi đâu? Hello Nguyễn Tấn Tú nha, như các bạn trong hình này thì Quốc chia sẻ là 3.2 triệu đó em. Mới chơi thì nên nuôi loại nào? Mới chơi nên nuôi loại nào? Mới chơi thì theo như bản thân em khuyên thì nên chơi cái dòng Piranha bụng đỏ, con Red Belly. Thì cái con đó là cái con dễ sống nhất, dễ sống, không, nó gần như không bị stress luôn. Và sinh sản được giá thành rẻ. Sinh sản được ở đó, sinh sản trong môi trường nhân tạo được và dạ, giá thành rẻ đúng không? Dạ đúng rồi.
Hello em Phát Dương nha. Hello Long Rồi, ok em. Thì đa số săn mồi độc lập hết em. Cá săn mồi là đa số độc lập hết. Đúng rồi, chỉ không... có một số đại đa số là độc lập đúng không? Rồi, chỉ có một số dòng là nó đi bầy đàn thôi. Nó đi bầy đàn thì nó sẽ săn bầy đàn. Còn ví dụ như mà nó đi đơn đơn thì nó sẽ tự săn một mình nó luôn. Mà bụng đỏ bao nhiêu em? Belly bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Red belly thì cái này phải tùy size nữa anh. Ví dụ như size cá bột á thì thực ra em cũng không khuyên nuôi size cá bột. Thì yếu à. Nó dễ chết. Ừ. Nó giống như cá con của mình vậy. Dễ ngủm. Dễ sorry anh em, dễ ngủm, dễ đi. Thì hiện tại mà size an toàn nhất là tầm trên size 10 thì nó sẽ cỡ vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn thôi, vài trăm là dưới 500 hay trên 500? 120 ngàn đã có rồi. Rồi, có 100 mấy à, hả? Dạ. Ok, vậy 100 mấy à, tướng tú rồi. Mà tốc độ lớn của Red Belly nó cũng lại là tốc độ nhanh. Nó lớn rất là nhanh và kích thước em nhớ là cũng khá là to, cỡ 30-35 cm. À, cái gì cá này có nanh, cá có nanh sói không anh Nam hả? À, cái con nanh sói là con mè nanh sói chứ không phải là con đó là Bayara. Ừ. Thì con đó là một cái dòng săn mồi khác, không có liên hệ với con này hết. Ok. Cá tê tượng châu Phi anh biết giá, chắc em cũng không biết giá. Dạ, anh không. Thì anh không biết rồi, anh hỏi Quốc, Quốc cũng không biết luôn. Khánh Toàn ơi. Tại tê tượng châu Phi bây giờ giá nó rất là tùm lum. Ừ. Em cũng không có nắm được cái giá cơ bản, thì cái này anh em muốn giá thì anh em nên tham gia vào những cái hội cá săn mồi á, thì anh em sẽ nắm bắt được kỹ hơn. Ok, Tuấn Tú thì em cứ hỏi thăm shop coi nó còn cái gì giá làm sao trong cái khả năng của mình thôi. Cá này nước ngọt nha anh em. 100%. Cái này xuất xứ từ sông Amazon Nam Mỹ nha. À, hồi nãy có bạn cũng có hỏi về cái hồi nãy có bạn hỏi gì ta? Cái gì quên mới gì em tính nói thì cái dòng này á thực ra không phải lúc nào cũng sẽ có hàng nha. Ừ. Nghĩa là nó giống như là cá mình đi ngoài chợ hay có theo mùa vậy á. Ừ, này này cũng theo mùa sinh sản. Dạ, đúng rồi, không phải mùa sinh sản, nghĩa là cái mùa nó xuất hiện nhiều anh. À. Có một số mùa nó mình kiếm gần như không có. À. Đó thì có mùa thì shop sẽ về được dòng này và có mùa shop sẽ về được dòng kia. Ừ. Thì hiện tại là anh Long đợt em mới biết gần đây là anh mới về được một dòng Cerasomet Manuli. Thì cái dòng đó là một dòng cũng nói chung là khá là cao cấp dành cho các bạn newbie luôn á. Thì giá size nhỏ thì cỡ 6-7 triệu. Dạ, size cỡ này cũng 6-7 triệu rồi. Hoặc là cao hơn có thể là 8-9 triệu cũng có. Quá dữ luôn. Dạ. Vậy là cũng thuộc dạng cao cấp rồi đó. Nó là thuộc họ cao cấp, cao cấp chứ. Ok anh em ơi, còn cái nào nữa anh em ơi? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ok mọi người, chúng ta vừa tìm hiểu một cái dòng cá mà coi như là rất là ít người gặp ở ngoài đời thật, nhưng mà lại rất là nhiều người thấy nó trên phim ảnh. Đó, qua những cái bộ phim mà đã tạo cho chúng ta ấn tượng trong cái thời coi như lúc đó còn tuổi thơ ha, ăn sâu vô đầu chúng ta là trên thế giới này, trên mặt đất này có những cái dòng cá nó cực kỳ hung dữ. Đó, chỉ cần một bước đi sai lầm, rớt xuống một cái khúc sông đó thôi là chúng ta có thể thành một cái bộ xương trong vòng một nốt nhạc. Đó là những cái ấn tượng rất là sâu sắc mà đã ăn sâu vô đầu rất là nhiều bạn nhỏ, thậm chí là người lớn nữa, sau khi coi xong là tối ngủ nhiều khi nằm mơ thấy ác mộng luôn á. Đó, nằm mơ ác mộng luôn. Thì hôm nay chúng ta đã có dịp tiếp xúc gần hơn với nó, tìm hiểu nhiều cái kiến thức hơn về nó, hiểu biết về nó hơn, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó cũng không có gì quá như bộ phim, nhưng mà dù sao mình nghĩ cái nó qua những cái hình ảnh bộ phim đó vẫn là những cái chất xúc tác rất là tốt để cho chúng ta tò mò muốn tìm hiểu về nó, muốn hiểu biết thêm về nó, và thật sự nó rất là hay luôn. Nó là dòng cá rất là hay, nó là một cái gọi như một cái thành phần ở trong cái hệ sinh thái của Amazon mà không thể thiếu. Và bằng chứng là cái phả của nó, cái phả của nó rất là rộng ha, cái phả về nhiều dòng của nó rất là rộng trong Amazon. Ok, hy vọng là mọi người mặc dù là biết là những cái clip của mình và Quốc chia sẻ thì nó hơi nhiều kiến thức ở trong đó, khiến cho mọi người đôi khi cũng cảm thấy nó bị rối, nhưng mà đó là những cái kiến thức mà cảm thấy là nó có giá trị, anh em cảm thấy hay tâm đắc khi mà tìm hiểu và muốn chia sẻ lại với mọi người. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, bye, bye.